Hồi nào giờ là mình ăn dưa lê là mình sẽ bỏ cái hạt Mà mấy bữa nay là mình nghe các bạn chia sẻ là ăn cái hạt đó nó rất thơm và nó ngọt Và mình đã ăn thử và mình thấy đó là ngon thiệt các bạn ơi